Hyun Bin, Son Ye Jin đưa con trai đầu lòng đi du lịch dịp đặc biệt. Cõi mạng mới đây đã không khỏi xôn xao khi một người nổi tiếng Thái Lan đã đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh và nói rằng đã gặp vợ chồng Hyun Bin, Son Ye Jin tại khách sạn ở Nhật Bản. Người này còn ghi rõ dòng trạng thái là gặp họ lần nữa tại khách sạn và gắn tên Hyun Bin và tài khoản trang cá nhân của Son Ye Jin vào bài viết. Trước những hình ảnh này thì có người cho rằng là cô gái không phải Son Ye Jin mà chỉ là nữ trợ lý của Hyun Bin. Nam tài tử đang có chuyến công tác tại Nhật Bản để tham dự sự kiện ra mắt sản phẩm của một thương hiệu mà anh làm đại diện. Tuy nhiên thì bên cạnh đó có nhiều ý kiến từ người hâm mộ của cặp đôi lại khẳng định đây chính là vợ chồng Hyun Bin, Son Ye Jin, bởi theo họ từ vóc dáng và cách đi lại của cô gái trong bức hình đều giống với lại Son Ye Jin. Người hâm mộ còn đưa ra dẫn chứng bằng những hình ảnh được chụp từ sau lưng của vợ chồng Hyun Bin trong suốt khoảng thời gian hẹn hò cho tới khi đi hưởng tuần trăng mật ở Mỹ. Và chưa hết đâu nha, một cư dân mạng còn đăng tải hình ảnh nói rằng trong chuyến đi Nhật lần này thì Hyun Bin và Son Ye Jin đã đưa cậu con trai đầu lòng hơn 3 tháng tuổi để mà đi chung. Để chứng minh cho lời nói của mình thì người này còn đăng những hình ảnh có icon để che đi vợ chồng Hyun Bin và con trai. Tuy nhiên thì ở một khoảnh khắc cư dân mạng vẫn nhận ra đó là chiếc xe đẩy. Về độ chính xác cũng như là bức hình này thì vẫn chưa được sáng tỏ. Nhưng mà cứ tin là cặp đôi đã đưa con trai đi Nhật du lịch thì thật rõ ràng là họ đã có một chuyến đi mừng kỷ niệm 1 năm ngày cưới ý nghĩa, đúng không nào?